Ghi nhận tại huyện Long Điền sẽ khép lại chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân huyện Long Điền vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã An Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, xã An Ngãi đã tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân. Theo đó, 26 trên 26 tuyến đường, ngõ xóm tiếp tục được đầu tư nâng cấp bê tông hóa với tổng chiều dài trên 6 km, đạt 100%, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Toàn xã An Ngãi có hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo cung cấp nước sạch cho 100% hộ dân. Xã triển khai nhiều giải pháp để tăng thu nhập cho người dân như hỗ trợ vay vốn sản xuất cho hộ nghèo, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, thực hiện ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại nhiều mô hình như nuôi tôm, cá mú. Nhờ vậy, tính đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã An Ngãi đạt 60,3 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 0,25% dân số. Tại buổi lễ công bố xã An Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Ủy ban nhân dân huyện Long Điền đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã giai đoạn 2018-2020.